Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lại hạt Điều Phúc thành lại cập nhật thêm cái giá hạt điều hạt điều tươi hiện tại đang mua giá 27 000 Thì mấy hôm nay bắt đầu là trời nắng đẹp á. Bây giờ là 5 giờ kém 10 chiều đây, nhưng mà trời rất còn vẫn còn nắng. Đây. hiện tại ở xã thống nhất huyện mua đăng tỉnh bình phước giá hạt điều tươi vẫn là 27 000 nha tình hình là không 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 lên và không xuống ở năm nay nói chung là cái nỗi buồn cho bà con là rất mất mùa rất nhiều cái cái niềm tin vô cây điều nó không còn nhiều như xưa nữa này này nó hơi chói nắng chút xíu gần như còn một đợt bông này nữa là hết À mà, mà 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 những cái đơn vị mua lớn ấy, thì năm nay cái, họ nói là thu hồi thấp mấy cái đại lý lớn nói là thu hồi thấp cái thứ hai nữa là à, có những cái người họ họ đi 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 trộn cái hạt điều mà đi từ bên uh, campuchia về đó là bắt đầu là người ta trộn vô hạt điều việt để bán cho những người lái cái tỉ lệ nổi nó cao đâm ra cái giá điều nó nó, nó, nó nó người ta mua cũng không được cao, có những nơi mua có 25 000 Đây, điều rộng điều rộng rất nhiều. Hiện tại ở Bình Phước là người ta chuyển đổi qua cây sầu riêng nè. Rất nhiều cà phê. À, cao su thì bây giờ cũng không còn 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 nhiều như hồi xưa nữa. Bây giờ là gần như là nhà 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 sầu riêng, người người sầu riêng. Đây cái bản thân mình cũng đang quay một cái giường có cây sầu riêng đây. Sắp tới sẽ cưa hết điều để chuyển đổi qua cây sầu riêng. Tại vì cái giá sầu riêng bây giờ nó đang rất tốt. Năm ra nhiều người họ đang chuyển đổi. Đây này. Đó. Hạt điều khô trung bình đầu giá là 32 và 33 ngàn nha. Mọi người có thể liên hệ với hạt điều Phú Thịnh để có nhiều cái thông tin về cái cái, 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 cái giá hạt điều à. À, Bây giờ là người lượm thuê đang đòi giá là 3.500 tới 4.000 Bây giờ không còn giá 3.000 nữa Tại sao một ngày người ta lượm không đủ công Cái thứ hai là nếu mà cái lượng điều ít quá Thì uh, uh, không đủ ngày công cho người ta Thì uh, trả công nhật là một ngày từ 250.000 tới 280.000 Tùy nơi Đây là cái điều mình cập nhật cho mọi người Giá cả bóp bên mất mùa Năm nay cái lượng trái giảm đi 50% so với những năm trước à, Đâm ra mọi người Mọi người cần quan tâm về cái giá hạt điều á Thì có thể kết nối với hạt điều Thịnh Mình sẽ cập nhật từng ngày cho mọi người Tại vì hiện tại là cái cái à, Bắt đầu là vô mùa điều chính rồi Mà cái lượng trái nó không được nhiều À, đâm ra mọi người cần kết nối à, có thể liên hệ với hạt điều Thịnh và đăng ký kênh để xem nhiều cái video tiếp theo đây mình à, xin kết thúc cái video tại đây chào mọi người.